Hello, chào mừng bạn đến kênh mình. Và hôm nay ta sẽ chơi Draw Climber nha. Ok, level 1. Cái cần vẽ. Vẽ cho cái cục này có hai cái tay để di chuyển. Rồi. Tực 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 tực. Đang di chuyển cứng hăng. Lên cả bậc thang luôn cơ mà. Cực kỳ hay và hấp dẫn. Ăn tiền. Ok, về đích rồi, chiến thắng. Chiến thắng luôn. Claim. Speed à? Tăng tốc à? Mình phải vẽ. Vẽ cho nó đôi chân để nó di chuyển. Ok, nhanh lên nhanh lên nhanh lên. À, đây là đua với một người chứ không phải là đi một mình rồi. Mình chỉ đổi chân nha. Hư một cái đôi chân dài. Ô thằng kia. Thua rồi. What the heck? Lại. Thằng nhóc này. Dám win tao á? Nhanh lên nào. Master lại thua. Có lẽ nào. Thử làm theo hướng dẫn nào. Đi nhanh lên coi. Nó nhanh hơn kìa. Cố lên. What? Vẫn thua. Được rồi, phải vẽ dài ra. Má mày. Sao còn thua đúng không? Thua này. Lao đi cực nhanh luôn. Xem mày thua kiểu gì. Thua kiểu gì? Win chưa? Ui, bay bay tận ra xa luôn. Đùa này thì đùa. Ôi bác lóc cái gì đây. Tiếp nào. Ôi rồi nó đi nhanh hơn mình kìa. Nhanh lên bạn ơi, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Vượt nó. Hay quá. Yeah. Chiến thắng. Claim. Đã thắng đằng này. Trời, đôi chân dài luôn. Trời, đi trên cao luôn. Đang bỏ xe đằng kia rồi. Leo bậc, leo bậc, leo bậc. Leo bậc, leo bậc, leo bậc. Thắng. Pew. Vẫn là được thêm 15 đồng luôn nhá. Đùa à? Thằng cháu chắc. Chơi một phát này luôn. Nâng cấp tốc độ. Di chuyển. Leo bậc. Bực bực ăn tiền. À, cái map này để ăn tiền. Ăn hết, ăn hết, ăn hết. Bay 20 đồng. No, được 45 đồng rồi. Claim. Ok. Bùn ăn lóc à. Mình chọn tăng tốc tiếp.
Xem kia chơi kiểu gì lại mày coi. À thằng nhóc ác này. Ui ui, chết rồi. Hay. Ui nó về đích rồi. Mình mới bay lên trên, đi ở bên trên. Đúng. Qua qua. Ôi trời, nó về đấy trước rồi. Lại một cái đi cực cao. Cùng chờ xem nào. Xem ai ăn ai. Ai ăn ai. Nhanh lên lên lên. Thằng kia đứng lại. Dám vượt tạo à. Chiến thắng. Qua 20 đồng. Đúng luôn. Cửa lên. Ok, play nào. Trời, pha mới. Leo thang luôn. Sời. Leo thang cực mạnh. Win chưa? Mày đuổi kịp không? Tuổi gì mà đuổi kịp. Ok, thắng. Cửa lên nè. Thằng speed. Thằng trong độ tiếp. Mình sẽ chơi toàn cái chân này thôi, cho nó hấp dẫn. Sơi. Lên. Chiến thắng. Một chiến thắng quá tách biệt. Cho nó áp đảo luôn ấy. Cứ lên. Mở. Ăn được một cái bút chì nè. Win. Ừ, mình vừa mở được cái bút chì mà. Vượt qua luôn. Đi quá nhanh. Quá nhanh. Ui lên đi lên đi. Ui. Lên được lên được. Hay. Chỉ một chân là thắng được thằng này rồi. Không cần phải vẽ nhiều. Vẽ một lần là ok, xài được. Claim. Play tiếp nào. Thử. Đây là dao ăn vàng thôi. Cũng ăn hết vàng luôn. Không chừa lại tí gì. Ăn sạch. Bay. Thêm được 10 vàng bonus. À, cái con này à. Ôi không lấy. Lốc qua tờ là cái gì đây. Mình vừa lấy cái bút này mà. Select. À, chơi bằng cái bút. Cái bút với cục tẩy nè. Nhìn mình cười ấy. Ôi kìa, mới ra quân đừng có thua chứ. Mới ra quân phải để lại ấn tượng. Để lại ấn tượng nào. Đúng, phải vậy. Phải để lại ấn tượng chứ. Chiến thắng. Play nào. Chơi của bàn chân này. Bàn chân của công lý. Bạc
Trời ơi, đi rất nhanh. Vượt qua, vượt qua, vượt qua tiếp và giành chiến thắng. Quá hay Bút Chì ơi, Bút Chì là niềm vinh dự.